Kênh Lò Thay Cao Bonsai xin thân ái kính chào quý cô chú các anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh đến với nhà vườn Mỹ Phụng, địa chỉ ấp Tân Lập, xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu với Mỹ Phụng. Chào Phụng. À, chào bà con đang xem kênh là TK ạ. Hôm nay Phụng có về một số hoa nguyệt quế lá chung bông chùm nha bà con, và bông trang mẫu đơn lá nhỏ là màu phấn nha bà con, rất là dễ thương à bà con. Bà con xem kênh ủng hộ cho Phụng nha bà con. Phụng không quên gửi lời cảm ơn vừa qua khách các chị khách đã ủng hộ cho Phụng nha bà con. Số điện thoại của Phụng là 0939 866 039, số đó là số Zalo luôn nha bà con. Địa chỉ của Phụng là ở xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Không biết nói gì hơn, chúc bà con đang xem clip dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài ạ. Vô cây số 1 nha bà con. Dạ, cái này là nguyệt quế lá chung bông chùm ạ. Cái này lô nguyệt quế này rất dễ thương luôn bà con ơi. Cái dáng nó lắc lượng rất là dễ thương. Nguyệt quế như thế này là nói chung là kiếm cũng rất là khó kiếm ạ. Dạ, xin đo thông số nha bà con. Chiều cao của nó là 79. Cây rất là sạch cây luôn nha bà con. Da trắng ạ. Hoành đo theo vị trí này là 27. Nguyệt quế lá chung bông chùm nha bà con. Dạ, mã số 1 này Phụng giao lưu là 1.400.000. Dạ, Phụng bao ship toàn quốc luôn nha bà con. Dạ, xin phép đổi cây. Dạ, tiếp theo là mã số 2 ạ. Cái dáng nó lắc lắc lượn lượn mà nó có nu nằng rất là đẹp nha bà con. Dạ, nu nằng hết trơn luôn. Như dạng nó xù xù vậy. Chiều cao của nó là 106. Hoa nó rất thơm luôn nha bà con. Hoành đo theo vị trí này là 25. Nha, nó xù 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 vậy nè bà con ơi. Rồi, mã số 2 này Phụng giao lưu là 1.000.000 nha bà con. Dạ, xin phép đổi cây. Dạ, tiếp theo là mã số 3. Cái lô nguyệt quế này dáng lắc lượng rất là dễ thương luôn bà con ơi. Chiều cao của nó là 110. Hoành đo theo vị trí này là 28. Nó nù nù nha, thăng lắc luôn đẹp. Rồi, mã số 3 này Phụng giao luôn là 1.200.000. Dạ, xin phép đợi cây. Dạ, tiếp theo là mã số 4. Cũng là nguyệt quế lá chung bông chùm luôn nha bà con. Chiều cao của nó là 100. Dáng nó lắc lượng quá đẹp luôn bà con ơi. Hoành đo theo vị trí này là 23. Đế đẹp luôn bà con. Rồi, mã số 4 này Phụng giao lưu là 1.200.000. Dạ, bao ship toàn quốc luôn nha bà con. Dạ, xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 5. Chiều cao của nó 102. Mỗi cây mỗi dáng bà con ơi, nhưng mà dễ thương. Cái này lắc lắc lượn lượn không à. Hoành đo theo vị trí này là 25. Đế cũng đã nở đẹp nha bà con. Rồi, mã số 5 này Phụng giao lưu là 1.100.000. Số điện thoại của Phụng là 0939 866 039, số đó là số Zalo luôn nha bà con. Dạ, bà con xem ủng hộ cho Phụng nha bà con. Dạ, xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 6. Nguyệt quế này lá chung bông chùm, hoa nó màu trắng nha bà con, mùi rất là thơm luôn. Chiều cao của nó 119.
Dạ, dáng nó lắc quá lắc. Hoành đo theo vị trí này là 24. Rồi, mã số 6 này Phụng giao lưu là 1 triệu 200 ngàn. Dạ, xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 7. Cây rất là sạch cây luôn nha bà con. Đó, về cái này tặng phẩm bà con cây khế trong cây quý. Chiều cao của nó là 100. Dạ, cái này là cây khế nha bà con. Khế gân mình đó. Dạ, khế gân á. Hoành đo theo vị trí này là 27. Đấy, nó cũng ra lắc nha bà con. Lắc cho ông mình. Rồi, mã số 7 này Phụng giao lưu là 1 triệu 300 ngàn. Dạ, xin phép đổi cây. Dạ, tiếp theo là mã số 8. Cái này nó nhỏ nhưng mà nó già lắm rồi bà con ơi. Chiều cao của nó là 113. Dáng nó lắc lắc lắc, con nhìn. Hoành đo theo vị trí này là 23. Rồi, mã số 8 này Phụng giao lưu là 1 triệu 200 ngàn. Dạ, bao ship toàn quốc luôn nha bà con. Dạ, xin phép đổi cây. Dạ, tiếp theo là mã số 9. Chiều cao của nó là 99. Hoành đo theo vị trí này 26. Hoa nó chùm gì nghe bà con. Rất là thơm. Hoa chùm là gì? Rồi, mã số 9 này Phụng giao lưu là 1 triệu 300 ngàn. Dạ, xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 10. Chiều cao của nó là 70. Cây này nó nụ 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 hết trơn nha bà con. Dặn dặn thân nó nụ nụ hết trơn. Hoành đo theo vị trí này là 32. Rồi, mã số 10 này Phụng giao lưu là 1 triệu. Dạ, xin phép đổi cây. Dạ, tiếp theo là mã số 11. Chiều cao của nó là 115. Hoành đo theo vị trí này là 23. Rồi, mã số 11 này Phụng giao lưu cũng 1 triệu. Dạ, xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 12. Chiều cao của nó là 106. Dán lắc lắc không à bà con ơi. Hoành đo theo vị trí này là 26. Rồi, mã số 12 này Phụng giao lưu là 1 triệu 200 ngàn.
Dạ xin phép đại cây. Tiếp theo là mã số 13. Lô này Nguyệt Quế này coi lắc không à. Chiều cao của nó là 107. Hoành đo hay vị trí này là 28. Có cái khí gần nhỏ nè. Rồi mã số 13 này Phụng giao lưu là 1.300.000. Dạ xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 14. Chiều cao của nó là 80. Cây này rất dễ thương luôn nha bà con. Nhìn nhìn nù 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 hết chứ. Hoành đo theo vị trí này là 27. Rồi mã số 14 này Phụng vô lưu là 1.400.000. Dạ xin phép đổi cây. Dạ tiếp theo là mã số 15. Chiều cao của nó là 115. Hoành đo theo vị trí này là 24. Dạ mã số 15 này Phụng giao lưu là 1.400.000. Dạ xin phép đổi cây. Dạ tiếp theo là mã số 16. Chiều cao của nó là 110. Hoành đo theo vị trí này là 25. Rồi mã số 16 này Phụng giao lưu là 1.300.000. Dạ xin phép đổi cây. Dạ tiếp theo là mã số 17. Lắc lửa lắm bà con ơi. Chiều cao của nó là 98. Hoành đo theo vị trí này là 23. Rồi mã số 17 này Phụng giao lưu là 1.300.000. Dạ xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 18. Chiều cao của nó là 102. Hoành đo theo vị trí này là 25. Rồi mã số 18 này Phụng giao lưu 1.300.000. Dạ xin phép đổi cây nha bà con. Dạ tiếp theo là Phụng qua trang mẫu đơn lá nhỏ nha bà con. Nhưng cái này là màu hồng phấn. Trang này là trang xưa của mình đó nha bà con. Màu hồng phấn á. Dạ xin đo thông số. Chiều cao của nó là 40. Tán ngang của nó là 39. Này nó có hoa hết trơn rồi nghe bà con. Hoành đo theo vị trí này là 12. Dạ mã số 19 này Phụng giao lưu 500.000. Dạ bao ship toàn quốc nha bà con. Khi đi Phụng rút chậu ra nha bà con. Dạ xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 20. Dạ cũng là hồng phấn nha bà con. Dạ được 12 cây hồng phấn không.
chiều cao của nó là 36, tán ngang của nó là 25. Dạ. Hoành đo theo vị trí này là 15. Mã số 20 này Phụng giao lưu 600.000. Dạ xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 21. Nó có hoa hết trơn rồi đó bà con. Bà con về thay chậu vô chậu là trồng là có hoa tới luôn. Chiều cao là 36. Tán ngang là 34. Cây này đế cũng quay. Hoành đo theo vị trí này là 13. Rồi mã số 21 này Phụng giao lưu 500.000. Dạ xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 22. Nó siêu bông lắm bà con ơi. Chiều cao của nó là 40. Tán ngang của nó là cũng 40 luôn. Hoành đo theo vị trí này là 13. Mã số 22 này Phụng giao lưu 550.000. Dạ xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 23. Chiều cao của nó là 42. Tán ngang của nó là 44. Cây này cái rễ nó như ngồi, đế ngồi. Hoành đo theo vị trí này là 16. Rồi mã số 23 Phụng giao lưu là 600.000. Dạ xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 24. Dạ khi đi là Phụng rút chậu ra hết nha bà con. Chiều cao của nó là 49. Tán ngang của nó là 40. Hoành đo theo vị trí này là 14. Rồi mã số 24 này Phụng giao lưu là 500.000. Dạ xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 25. Chiều cao của nó là 40. Tán ngang của nó là 40 luôn. Hoành đo theo vị trí này là 12. Rồi mã số 25 này Phụng giao lưu 550.000. Dạ xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 26. Chiều cao của nó là 38. Tán ngang của nó là 43. Hoành đo theo vị trí này là 15. Rồi mã số 26 này Phụng giao lưu 700.000. Dạ xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 27. Chiều cao của nó là 43. Tán ngang của nó là 39. Hoành đo theo vị trí này là 14. Đế đẹp đế nở bà con. Dạ mã số 27 này Phụng giao lưu 700.000. Dạ xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 28. Chiều cao của nó là 46. Tán ngang của nó là 43. Hoành đo theo vị trí này là 15. Rồi mã số 28 này Phụng giao lưu 700.000. Dạ xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 29.
chiều cao của nó là 40, tán ngang của nó là 36. Hoành đo theo vị trí này là 12. Cây này đế đế nó cộng cũng lực lắm rồi bà con. Dạ mã số 29 này Phụng Zalo 700.000. Dạ xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 30. Chiều cao của nó là 45. Tán ngang của nó là 45 luôn. Hoành đo theo vị trí này là 14. Rồi mã số 30 này Phụng Zalo cũng 700.000 luôn. Dạ mã số 30 này là mã số cuối clip của Phụng Hoài hôm nay rồi đó bà con ơi. Không biết nói gì hơn, chúc bà con đem xin kênh dồi dào sức khỏe ạ. Sao ủng hộ cho Phụng nha bà con. Nhưng Phụng về chỉ có là hai mặt hàng đó là Gian Hồng Phấn và Nguyệt Quế nha bà con. Số điện thoại của Phụng là 0939 866 039. Số đó là số Zalo luôn nha bà con. Địa chỉ của Phụng là ở xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long ạ. Chúc bà con dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài ạ. Dạ xin chào, hẹn bà con gặp lại clip sau. Dạ xin chào.